Xin chào tất cả các em. Ở những buổi trước chúng ta đã đi học về phần ôn tập về học về phần thành phần hóa học tế bào, các nguyên tố hóa học rồi thì các phân tử ở trong phân tử và các đại phân tử ở trong tế bào như là nước rồi thì carbon hydrat, lipid rồi thì protein, axit nucleic đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ thầy sẽ giúp các em ôn tập lại những phần đó. Và để giúp các em được ôn tập được một cách thuận lợi thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phương pháp đó chính là mind map hay còn gọi là sơ đồ tư duy nhá. Các em cũng lên qua mỗi chương qua mỗi bài chúng ta nên tổng hợp lại theo một cách như thay để chúng ta giúp chúng ta dễ dàng hơn trong cái việc ôn tập và khái quát được cái nội dung học học tập chứ cái việc mà học của chúng ta theo từng phần từng phần giống như của sách giáo khoa hay những phần thầy dạng nó chỉ là cái phần mà là gì giúp các em hiểu kiến thức nhưng mà chúng ta cần phải tổng hợp lại thì mình nhớ được nhau nhá bây giờ thì thành phần hóa học của tế bào thành phần hóa học của tế bào. Ok. Vậy trong tự nhiên thì nó có khoảng đến 92 cái nguyên tố học Thế nhưng mà không phải nguyên tố hóa học nào chúng ta cũng có mặt ở trong cơ thể sống. Ở trên thế giới này nó chia làm một là thế giới là các sinh vật sống và cái thứ hai là vật chất sống. Vật chất sống và cái thứ hai đó là các vật không sống. Thế thì cái sự khác biệt nó rất là rất là nhiều và chính cái thành phần hóa học của tế bào này nó làm ra là cái đặc trưng của cái sự sống thế thành phần hóa học của tế bào ấy thì thực sự là chỉ có không vài chục cái nguyên tố hóa học mà có mặt ở trong cái cơ thể cuộc sống của chúng ta thực vật vi sinh vật thực vật động vật thực cơ thể con người vân vân thế thì trong thành phần hóa học của trong tế bào thì dựa vào cái tỷ lệ dựa vào cái tỷ lệ tỷ lệ gì tỷ lệ về cái phần trăm khối lượng của nó so với cái khối lượng của cơ thể thì người ta chia ra làm hai loại đó là các nguyên tố đại lượng phân loại Phân loại thì nó chia làm Thứ nhất đó là nguyên tố Đại lượng Nguyên tố đại lượng là cũng nguyên tố mà chúng ta biết rồi Nó có tỷ lệ Đó là trên 100mg Trên 1kg chất khô Chúng ta không tính nước ở đây nhá Đó, trên 100mg Làm chất khô của cơ thể Đây là cơ thể đúng không Đấy là nguyên tố đại lượng. Các nguyên tố đại lượng chúng ta có thể kể đến ví dụ như là carbon, hydro, oxy, nitơ, phosphor, canxi vân vân vân. Đấy là các nguyên tố đại lượng. Các nguyên tố đại lượng này tham gia vào các thành phần cấu trúc nên cơ thể, các cấu trúc của các đại phân tử. Chỉ riêng bốn cái thành phần này thôi, nó đã chiếm đến 96% khối lượng cơ thể rồi. Đó. Tiếp theo là các nguyên tố tiếp theo đó là các nguyên tố vi lượng. Các nguyên tố vi lượng là các nguyên tố mà nồng độ tỷ lệ của nó là dưới 100 mg trên 1 kg chất khô. Người ta có thể quy đổi thành phần trăm, ví dụ 100 mg trên 1 kg chất khô tương đương với 0,01%. Nhá. Yeah. Thế thì các nguyên tố ví dụ như là mô nước đen, clo, mangan, vân vân. Các nguyên tố này là các nguyên tố vật vi lượng. Tuy nhiên, rằng là không phải vi lượng thì nó không có vai trò gì mà vi lượng lại chiếm rất nhiều các vai trò mà thiếu nó thì rất nhiều các viên tố vi lượng mà thiếu nó thì cây hay là toại động vật hay là thực uh, uh, các vi sinh vật nó không thể hoàn thành cái chu trình sống của nó được đó nên không phải là vi lượng thì nó chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng không có nghĩa là nó không có cái giá, giá trị gì ở đây thế thì cái đặc điểm đặc biệt của cái sự khác biệt các em cần phải hiểu là cái sự khác biệt giữa thế giới sống các vật chất sống và không sống đó là gì đó là sự tương tác sự khác biệt khác biệt giữa thế giới sống các vật chất sống và không sống đó là gì đó chính là sự tương tác giữa các nguyên tố sự tương tác giữa các nguyên tố hóa học và sự tương tác giữa nguyên tố hóa học này tạo nên các đặc tính tạo nên các đặc tính nổi trội của sự sống. Đặc tính nổi trội của sự sống nó sẽ bao gồm chuyển hóa vật chất và năng lượng này. Chuyển hóa vật chất và năng lượng thầy viết tắt. Rồi, sinh trưởng, phát triển và phát triển. Rồi thì tiếp theo nữa là gì? Đó là cảm ứng. Đó chính là sinh sản. Chuyển hóa vật chất năng lượng, sinh trưởng và phát triển, cảm ứng và sinh sản. Thế tất nhiên muốn làm được điều này thì các, vậy thì các sự tương tác giữa các nguyên tố hóa học đấy, nó tạo ra cái gì? Sự tương tác giữa các nguyên tố hóa học cùng có đại lượng và vi lượng nó tạo nên các chất vô cơ nó tạo nên thứ nhất đó là chất vô cơ nó tạo nên chất vô cơ và các chất hữu cơ ở trong cơ thể sống các chất vô cơ điển hình đó chính là phân tử nước đó chính là H2O nước 70 phần trăm cơ thể chúng ta là nước nước đóng vai trò cực quan trọng chúng ta có thể nhịn ăn nhịn gì thế chẳng nữa nhưng chúng ta không thể nhịn nước càng lâu được đó, nước rất quan trọng, điển hình là nước Và nước nó có cấu tạo rất đặc biệt Đó chính là, các em biết được rằng Cấu tạo hóa học của nó chính là một nguyên tử oxy Kết hợp với hai nguyên tử hydro Và các em biết rằng là do cái sự kéo lệch cái electron Với phía oxy, chính vì thế mà thằng hydro tích điện âm và oxy tích à, uh, hydro tích điện dương và oxy tích điện âm chính vì thế mà nước người gọi là phân tử phân cực phân tử phân cực Chính là gì? Nó là phân tử phân cực Chính vì thế mà làm sao? Các phân tử nước Liên kết với nhau Liên kết với nhau Và liên kết với Các chất phân cực khác Chính vì thế mà nó là Đóng vai trò là gì? Nó là một dung môi tuyệt vời Nó chính là dung môi Tuyệt vời Hòa tan các chất đó vận chuyển các chất à, hòa tan các chất vận chuyển các chất vật đó chính là nó là một môi trường cho các phản ứng sinh hóa xảy ra trong cơ thể sinh hóa trong cơ thể vâng đó là chính là nước nước là một phân tử rất tuyệt vời nó là phân tử phân cực và như thầy nói rằng là nước là phân tử phân cực nó sẽ hòa tan được các phân tử phân cực còn tuy nhiên trên các vật chất thì cái chất nó sẽ chia làm một là chất phân cực và chất không phân cực Chất không phân cực ví dụ là lipid còn lipid thì nó chỉ hoạt, nó không hòa tan trong nước đúng không các biết được rồi thế thì lipid nó sẽ hòa tan trong các dung môi hữu cơ ví dụ là xăng rồi thì benzen rồi thì chloroform đó là các dung môi mà hữu cơ đó <laughs> và nước các em sẽ thấy rằng là nó đóng vai trò rất nhiều trong cơ thể thứ nhất Rõ vai trò nó cũng hóa tan đúng không? Là một môi trường phản ứng sinh hóa trong cơ thể, điều hòa nhiệt độ cho cơ thể, đúng không? Giúp vận chuyển các chất đó tham gia vào các phản ứng xảy ra trong cơ thể. Đó chính là vai trò và vai trò của nước. Đúng không? Đây chính là cái vai trò tuyệt vời của nước. Đó là cái chất vô cơ và điển hình đó là nước. Thế thì nó không chỉ tạo lên các chất vô cơ mà nó còn tạo trên các chất hữu cơ. Và chất hữu cơ này là chính là các đại phân tử hữu cơ đóng vai trò rất quan trọng. Chúng ta tìm hiểu bốn đại phân tử hữu cơ. Các chất hữu cơ các chất hữu cơ, nếu là các đại phân tử hữu cơ hay gọi là đại phân tử hữu cơ. Các đại phân tử hữu cơ này nó có một cái đặc tính chung. Trừ lipid thì các đại phân tử hữu cơ được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. đa phân và trừ cái thằng lipid đó. Vậy cho đi tìm hiểu các đại phân tử hữu cơ. Vậy đại phân tử hữu cơ chúng ta thấy có những cái gì thằng nào? Thứ nhất đó chính là đại phân tử đầu tiên đó là hydric carbon hay còn gọi là carbon hydric được carbon hydric đó carbon hydric Carbon hydrate thì nó chia làm các loại Thứ nhất là đường đơn Được cấu tạo bởi gồm các nguyên tố là Carbon hydro oxy Đúng không? Gồm có carbon hydro và oxy Đó Carbon hydrate thì chia làm đường đơn này Ví dụ C6H12 Gluco Thêm viết công thức nữa Ví dụ gluco Fructose và galactose glucose fructose galactose và các đường đơn này kết hợp lại với nhau khi đường đơn cộng với đường đơn tạo ra đường 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 đôi đường đôi ví dụ như đường saccharose saccharose được cấu tạo từ gluco cộng với fructose. còn đường galactose. thì được cấu tạo từ gluco cộng với galactose đường lacto nó có mặt Đường lacto Đường lacto thì nó có mặt ở trong Sữa Đó Đây là galactose đúng không Đường đôi là các loại đường nhỉ? Saccharose À ừ, xin lỗi Đây là lactose Chứ không phải galactose nhé Lactose Lactose được cấu tạo từ uh, Glucose cộng galactose Thế thì Tiếp đó là các loại đường đa Đường đa ví dụ như là Xenonol hay glycogen Xenono và glycogen thì được đều cấu tạo từ gluco. Thì tuy nhiên xenono ấy thì xenono thì đơn phân của nó là các gluco. Hai thằng này đơn phân của gluco nhưng có sự khác biệt. Khác biệt là gì? Xenono là các đơn phân của gluco liên kết với nhau bằng liên kết là gì? Chúng ta phải nhớ lại. Các em nhớ rồi đúng không? Đó là 1,4 beta glycosid. Và cái thứ hai nữa là 1 6 beta glycosid Đây là em cần phải nhớ Glycogen thì các liên kết của nó nó sẽ là 1, 4 alpha glycosid Đó chính là cái sự khác nhau Mặc dù chúng là đều cấu tạo nên là bởi các phân tử của gluco Thế xenono thì có mặt rất nhiều ở tế bào thực vật nó đóng vai trò là tạo nên thành cho bào thực vật rất là cứng rồi thì glycogen thì nó có mặt rất nhiều ở trong uh, tế bào động vật có nhiều Đó. ví dụ như chúng ta khi mà ăn chúng ta thừa cơ thể chúng ta thừa đường chẳng hạn thì khi mà thừa đường thì uh, trong máu nó luôn phải duy trì cái lượng đường không đổi cân bằng thế thì khi mà chúng ta ăn vào thì tất nhiên nó sẽ chuyển hóa chuyển hóa nó sẽ thừa đường khi mà thừa đường thì lập tức là cơ thể nó phải có cái phản ứng ngay nó chuyển cái đường thừa đấy không phải vứt đi mà nó chuyển thành cái dạng dự trữ đó chính là glycogen 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 nó sẽ được dự trữ ở trong gan các tế bào gan hay các tế bào cơ thể thì khi cần cơ thể mà cần thì nó có thể huy động lại ngay lập tức đó thế nếu như mà cơ thể mà không thể nào mà biến đổi đường đang được tích lũy đang đang thừa trở thành glycogen thì người ta sẽ mắc bệnh tiểu đường tức là thừa đường đấy, gọi là đái tháo đường Ok <laughs> Vậy vai trò của carbon hydrat là gì? Vai trò của carbon hydrat là gì? Vai trò của nó Vai trò carbon hydrat Thứ nhất đó là gì? Đó chính là dự trữ năng lượng Đó là dự trữ năng lượng Cái thứ hai Đó chính là cấu tạo cơ thể Ví dụ như là Senono thì cấu tạo nên thành tế bào thực vật hay kitin đây là Senono hay là kitin kitin thì có ở cái tế bào vỏ nấm hoặc là uh, có mặt ở các vỏ các loài côn trùng đó, đó là kitin cấu tạo cơ thể và đóng vai trò là dự trữ năng lượng dự trữ năng lượng ví dụ như là tinh bột hay glycogen đó dự trữ năng lượng rồi thì cung cấp mà nguồn năng lượng cho nó là cái để cung cấp nguồn năng lượng cho cái hoạt động của tế bào. Ví dụ như là trong hô hấp tế bào thì sẽ dùng sử dụng các nguồn năng lượng như là glucose đúng không? Đó. Đây là vai trò carbon carbohydrate. Các cái loại phân tử thứ hai chúng ta nhắc đến đó là phân tử lipid. Lipid thì thầy nói rồi, nó không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân và là cấu tạo phức tạp. Lipid thì lipid thì bao gồm rất nhiều loại, gồm có thứ nhất là mỡ một số loại chúng ta quan tâm mỡ mỡ được cấu tạo từ một một phân tử là glycerol một glycerol cộng với ba axit béo đó các em cần phải lưu ý axit béo thì chúng ta cần phải biết được rằng là axit béo nó chia làm hai loại đó là axit béo no là axit béo mà chỉ chứa các liên kết đơn thôi còn axit béo thứ hai là axit béo không no không no là nó chứa cả liên kết đơn và liên kết bội cái bội của cái liên kết đôi của liên kết ba axit béo no thì nó có mặt ở các mỡ động vật mà axit béo không no mỡ động vật mỡ các loài động vật nhưng mà trừ con cá trừ một số số loài cá thì axit béo không no thì nó có mặt ở thực vật và một số loài cá dầu cá Đấy. thì nó là axit béo không no và axit béo no này nó rất nguy hiểm cho cái sức khỏe của chúng ta khi mà thừa axit béo no trong cơ thể nó có thể là gì dẫn tới là cái sơ vữa động mạch khi mà nó bám vào mạch động mạch chưa và gây ra bệnh huyết áp cao rồi nhiều máu cơ tim đấy dần dần nó cũng có thể chết được đấy ok đã vậy không no à, tiếp theo nữa một loại tiếp theo đó chính là phospholipid phospholipid thì được cấu tạo từ gì từ một phân tử glycerol cộng với hai axit béo cộng với một nhóm photphat. À cái thằng phospholipid thì rất đặc biệt. Thầy đã từng nói với các em trong cái bài lipid. Và đặc biệt ở chỗ nó là một đầu ưa nước và một đầu kỹ nước. Nó có một đầu ưa nước. Và một đầu kỵ nước. Đấy và 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 nó chính vì thế mà nó tạo ra một cái màng rất đặc biệt, màng sinh học đó chính là tạo ra màng sinh chất. Màng sinh chất của tế bào. Màng sinh chất này như thế nào chúng ta sẽ gặp nhau ở trong bài cấu trúc các thành phần của tế bào, đó là phospholipid. Được chưa? Loại lipid tiếp theo đó chính là steroid. steroid thì chúng ta có thể kể đến ví dụ như là cholesterol Đấy, các loại như cholesterol nó cấu tạo nên thành tế bào cấu tạo nên thành tế bào cấu tạo nên màng tế bào cùng với cái lớp lipid này đấy rồi thì nó đóng vai trò là các loại hormone hormone như là Estrogen Estrogen là, là hormone sinh dục nữ tạo nên các đặc tính của giới nữ Đặc tính sinh dục của giới nữ à, Kích thích để phát triển các đặc tính sinh dục giới nữ Hai là testosterone Tạo nên các đặc tính về sinh dục ở giới nam như là ria mép, lông lá rồi đấy Testosterone, loại hormone <laughs> Tiếp theo nữa là các loại vitamin và sắc tố sắc tố và vitamin các loại sắc tố ví dụ như tôi đã thấy rằng là các loại sắc tố liên quan đến màu sắc vàng đỏ nhất ở lá cây rồi thì ở các loại rau củ quả thì chúng ta sắc tố ở đấy nó là caroten rotenoid noid đó sắc tố các loại vitamin như a d k e đây là các loại vitamin a d k e các loại vitamin có bản chất thực chất nó chính là lipid được chưa có vitamin này có đóng vai trò rất nhiều ở trong cơ thể rồi thì vậy thì vai trò của lipid là gì vai trò của nó đó chính là dự trữ đúng không vai trò là dự trữ năng lượng ví dụ như là mỡ một gam mỡ có năng lượng gấp đôi với một gam tinh bột dự trữ năng lượng đấy nên thầy vào mùa đông thì rất là ấm đấy thì phốt lipid thì nó đóng vai trò là không dự trữ năng lượng nữa thì thằng lipid khác thì nó đóng vai trò là cấu tạo rồi rồi tiếp theo nữa là đóng vai trò là gì ví dụ hormone thì lại nó sẽ đóng vai trò là điều hòa quá hoạt động sinh trưởng phát triển của cơ thể Đói. liên quan đến sinh trưởng phát triển vâng đó là các vai trò của cái thằng lipid này ok bây giờ chúng ta đến cái hết bảng rồi bây giờ chúng ta đến cái hai phân tử tiếp theo đó chính là protein và axit nucleic nhé yeah. ok chất hữu cơ đại phân tử hữu cơ tiếp theo đó chính là protein protein và axit nucleic là hai đại phân tử hữu cơ quan trọng bậc nhất trong tế bào trong cơ thể sống và protein nó được cấu tạo theo nguyên tắc là gì cấu tạo này các em còn nhớ thứ nhất đó là nguyên tắc đa phân và đơn phân của nó là các axit amin một axit amin ấy được cấu tạo bao gồm có thứ nhất đó là nhóm amin NH2 và tiếp theo là nhóm carboxy COH và nó liên kết với một cái thằng đó là nhóm R ER. có khoảng 20 loại nhóm R ER. nhóm chức R chính vì thế mà các axit này nó có khoảng 20 loại hai 20 loại axetamin. Mà một phân tử protein thì gồm rất nhiều các axetamin. Một phân tử protein từ vài trăm đến vài nghìn cái axit Và giữa các axetamin thì nó liên kết với nhau bằng liên kết người ta gọi là liên kết peptide acid 1, acid amin 2, acid 3 chấm đến acid thứ n liên kết với nhau bằng các liên kết peptide. Cái liên kết peptide này xuất hiện do phản ứng trùng ngưng kết hợp giữa nhóm amin của acid này với nhóm carboxy của acid khác và giải phóng ra một phân tử nước. <laughs> và bởi vì có hai loại acid nên chính vì thế mà cấu tạo nên protein rất đa dạng. Protein là đại phân tử đa dạng nhất vì sao vì số lượng này thành phần rồi thì trật tự sắp xếp các axi amin số lượng ví dụ là vài nghìn đến vài trăm thành phần là gì tôi có 100 trăm amin số một một trăm hai mươi số hai thì ba trăm số ba đấy sau đó tất cả các thành phần số lượng đấy nó mix nhau lại Nó trộn hết lại Và tạo lên các trật tự sắp xếp khác nhau Đó nó giống như kiểu là tất cả chúng ta Một lớp học có 30 thành viên cả nam và nữ Mỗi người có một tên khác nhau Bây giờ bao nhiêu cách để xếp thành một hàng Rất nhiều cách khác nhau luôn Có thể người này đứng đầu người từ sau đứng hai Như vậy là tạo ra vô số các loại protein Đạ dạng nhất đó, tạo ra sắp xếp casein để tạo ra vô số các loại protein Chính vì thế mà Thịt gì? Thịt gà Nó sẽ khác với thịt bò mặc dù chúng ta bảo đế nó đấy đều là đạm đúng không thậm chí còn khác thì người đấy thịt nào thì thịt thế nhưng mà vấn đề là cấu tạo protein và protein đấy do sắp xếp các khác nhau thì nó sẽ tạo nên các loại số lượng với thành phần nữa các loại protein khác nhau nên vị chúng ta đã sẽ khác nhau ngay đúng không đúng không ok đấy thế protein là một phân tử đa dạng nhất và vậy thì tại sao nó phải đa dạng như vậy tại sao nó phải đa dạng nó đa dạng vì tại sao phải đa dạng tại sao phải đa dạng đấy là câu các em không phải trả lời được nó chỉ không đạt tại sao nó phải đa dạng này cái thứ hai là gì nó được nó không chỉ là về mặt là cấu tạo lên các acetylamin bởi acetylamin nó còn được làm sao thành rất nhiều bậc cấu trúc khác nhau nó cấu tạo thành nhiều bậc cấu trúc khác nhau cái bậc cấu trúc này người ta gọi là bậc cấu trúc. Bậc cấu trúc là bậc cấu trúc bằng 1. Đây là cấu trúc bậc 1. Cấu trúc là cấu trúc bằng 1 là gồm các chuỗi SC amin với nhau. Nhưng nó không chỉ đơn giản như vậy. Nó còn đến tạt cấu trúc bậc 2. Bậc 2 đó chính là lớp gấp xoắn alpha, xoắn alpha, xoắn alpha và gấp beta. Rồi thì nó sẽ đến cấu trúc bậc 3 Cấu trúc bậc 3 Cấu trúc bậc 3 đó chính là Là xoắn theo nhiều kiểu Kết hợp xoắn gấp nhiều kiểu Đây là xoắn gấp Rồi nó sẽ tạo nên là Đây chính là cấu trúc đặc trưng Cấu trúc không gian Đặc trưng Đặc trưng của Vô tình Ngoài ra nó kết hợp nhiều chuỗi, nhiều chuỗi uh, protein lại, nhiều chuỗi SCM lại thì nó sẽ tạo nên cấu trúc bậc 4. Tiếp, có thể cấu trúc tạo nên cấu trúc bậc 4. Tạo nên cấu trúc bậc 4 là cấu tạo gồm nhiều chuỗi, nhiều chuỗi gì? Polypeptide. Mỗi một chuỗi SME người ta gọi là chuỗi polypeptide, poly rất là nhiều, peptide chứ là liên kết peptide, được chưa? Gồm nhiều chuỗi polypeptide. Và khi mà protein khi mà protein protein mất cấu trúc không gian thì nó sẽ mất chức năng. Và người ta gọi quá trình này quá trình biến tính. Biến tính này có thể do nhiệt độ hay có thể do pH và là các nhân tố khác nhau và quá trình này trình biến tính nên chính vì thế thịt của chúng ta có thể chín bằng cách nấu trên ngọn lửa nấu trong nước thì đó là chín đúng không nó sẽ biến tính cách thứ hai chúng ta có thể muối muối nó hoặc là, là lên men chua nó ví dụ là nem chua chẳng hạn đó thì có thể là lên men chua là chỉ cần acid bị protein biến tính thế là chín rồi đó định nghĩa của sự chín là như vậy tức là protein bị biến tính vậy thì tại sao nó phải đa dạng thế bởi vì nó phải đảm nhiệm đa dạng chức năng đa dạng chức năng các chức năng ví dụ như là cấu tạo cơ thể đúng không protein nó cấu tạo nó đóng vai trò hầu hết với toàn bộ cơ thể chúng ta toàn bộ tế bào cơ thể từ cái cấu tạo cấu tạo này rồi thì làm sao vận chuyển này Đấy, rồi thì vận chuyển làm sao rồi để bảo vệ này Cấu tạo những cái collagen vận chuyển hemoglobin để bảo vệ những loại kháng thể này. Đấy. Nó có chức năng để cấu tạo này, vận chuyển này, bảo vệ này. Rồi thì điều hòa hoạt động trao đổi chất. Điều hòa hoạt động trao đổi chất. Rồi thì nó xúc tác các phản ứng. Xúc tác phản ứng. Sinh hóa. Nó cấu tạo lên các enzyme. Xúc tác các phản ứng sinh hóa xảy ra ở trong cơ thể Mà nói tóm lại là gì Cái thằng protein ấy nó tham gia vào Hình thành nên là cấu tạo Hình thái Sinh lý Của cơ thể Của tế bào Và các hoạt động sống Của tế bào Nói không ngoa chứ chính là cái protein nó sẽ làm cái quy định đến toàn bộ cơ thể hầu như toàn bộ cơ thể của chúng ta các hình dạng ra sao các em thấy rằng là này, móng tay móng chân da của chúng ta này lông này tất cả thứ này putin đấy đó rất nhiều cái thứ không phải là tất cả nhưng mà là hầu hết chính vì thế mà chính vì thế mà sao putin với các đặc điểm khác nhau như thế này với thực sự đa dạng này nó tạo nên rất nhiều các cơ thể hình dạng cơ thể khác nhau rồi các chức năng khác nhau đó về của putin thế thì một thằng khác quan trọng không kém mà quan trọng nhất là gì vậy thì cái protein này có phải rằng là thằng nào cũng có từng đấy acetylamin thằng cơ thể nào cũng từng đấy acetylamin cơ thể nào cũng từng đấy protein hay không vậy thì cái điều gì sẽ quy định cái việc đó tạo nên sự đặc trưng bò là bò người là người lợn lợn voi là voi gà là gà đó chính là một Vật chất đó đại phân tử cực quan trọng mà chúng ta học sau cùng đây, ôn lại sau cùng đây đó chính là axit nucleic. Đại phân tử hữu cơ cuối cùng sau ôn tập ở đây đó chính là axit nucleic. Axit nucleic Axit nucleic thì chia làm hai loại. Đó chính là ADN ADN còn gọi là axit deoxyribonucleic. Phân tử ADN là phân tử là một đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Với đơn phân là các lưu tít. Và một lưu tít thì gồm các thành phần. Đó chính là gốc phốt, nhóm phốt phát. phân tử đường 5 carbon đường 5 carbon đều xì ribose rồi thì nhóm 3 giờ lít nhóm 3 giờ lít này thì có bồn có 4 loại là A, T, G, X như vậy chúng ta sẽ có đến 4 loại lưu tít khác nhau bởi thành phần loại loại 3 giờ liter, được chưa và phân tử aden là phân tử hai mạch cấu tạo hai mạch rồi cấu tạo hai mạch và trên một mạch một mạch là gì không? trên một mạch này trên một mạch trên một mạch thì các nu liên kết với nhau nu một nu hai chấm chấm nu n thì được cấu tạo liên kết với nhau bằng các liên kết người ta gọi là liên kết Food for diester là liên kết cộng hóa trị bền vững và đầu mỗi mạch của lutit tính từ số 1 đến số n thì đầu này là thừa thò ra cái đầu thò ra cái đầu 5 phẩy đấy Còn cái thằng này thì thò ra đầu 3 phẩy 3 phẩy chứa nhóm OH Còn 5 phẩy chứa nhóm phosphat Đó Đó chính là trên một mạch của phân tử ADN Và giữa hai mạch Giữa hai mạch thì sao Giữa hai mạch thì nó liên kết Theo nguyên tắc bổ sung Bằng các liên kết hydro Trong đó A liên kết với T và chỉ liên kết với T thôi bằng hai liên kết hydro và G chỉ liên kết với X thôi và liên kết bằng ba liên kết hydro. Chính vì thế mà nó tạo nên là ADN có cấu trúc hai mạch là gì? Đối song song. Đối song song. Đối song song là như thế nào? Đây là một mạch phân tử ADN, mạch kia là phân tử ADN. Và hai mạch đấy nó liên kết với nhau bằng các liên kết hydro như thế này Và một đầu một mạch thì nó sẽ chứa đầu 5 phẩy Là phốt phát Một thằng đầu là 3 phẩy OH Còn thằng ở dưới thì ở đây nó sẽ là 5 phẩy Phốt phát Còn thằng này nó sẽ là 3 phẩy OH Đó chính là hai mạch đối song song Và hai mạch này Xoắn tạo nên cấu trúc xoắn kép không gian của ADN cấu trúc không gian của ADN và ADN nó khác nhau ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ ở sinh vật nhân thực ở sinh vật nhân thực nó là một ADN mạch thẳng và kép còn ở sinh vật nhân sơ nó là adn kép vòng đó chính là sinh vật nhân sơ được chưa vậy thì adn này có chức năng gì adn này nó được coi là vật chất mang thông tin di chuyển vai trò đó chính là vật chất mang thông tin di chuyển thông tin di chuyển mà thông tin di chuyển đây chính là thông tin về Amin thông tin về potin thông tin về potin bằng cách nào trình tự sắp xếp các aciamin sẽ trình tự sắp xếp các lù tít sắp xếp các các lù tít nó sẽ quy định quy định cái gì trình tự sắp xếp các acetamin bốn cái thằng lutit này atgx này nó sẽ mã hóa cho 20 mươi loại acetamin theo các cách của nó đó để tạo nên các trình tự acetamin chính vì thế mà sao cái phân tử adn này cũng đa dạng tất nhiên không đa dạng bằng protein bởi vì ở đây là nó có bốn loại lutit thôi thằng acetamin thì nó có đến 20 loại thì số lượng cái phân tử acetamin số lượng à, số lượng này số lượng thành phần, trật tự sắp xếp, sắp xếp cái các blue tít, nó tạo nên là hai tính thứ nhất là tính đa dạng của ADN, từ đa dạng của ADN sẽ dẫn đến đa dạng của protein và cái thứ hai là tính đặc trưng của ADN, đặc trưng của ADN nghĩa là nào? đa dạng tức là đa dạng nhiều loài khác nhau, nhiều cơ thể sinh vật khác nhau, khác loài nhau thì có cái trình tự sắp xếp các ADN khác nhau, thực hiện sắp xếp các tiết khác nhau, nhưng ở mỗi một loài, ví dụ loài người, người chúng ta thấy rằng là uh, là gì? Ví dụ người châu Âu, người châu Á, người châu Phi, đúng không? Thế thì tất cả người họ thì có cái cấu tạo ADN là tương tự nhau. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là người nhìn giống hình nhau, chứ không phải một người thì giống con người ơi, một giống một người giống con tinh tinh. Đấy. Thế thì đó chính là tính đặc trưng, đặc trưng là đặc trưng cho chính cái loài đó đó ở mỗi một loài thì có một số cách sắp xếp của các nucleotide thôi không phải là ở một loài thì có tất tần tật, tật các cách sắp xếp để tạo tính đặc trưng chính vì thế mà thịt gà khác thịt thịt vịt thịt vịt nó sẽ khác thịt thịt thỏ đấy nó khác nhau đó ok vậy muốn từ phân tử adn này phân tử adn này là phân tử mã hóa thông tin của protein nhưng để trợ giúp cho cái thằng adn này thông qua quá trình sinh học xảy ra trong cơ thể phản ứng sinh hóa xảy ra qua quá trình sinh học xảy ra trong cơ thể để tạo ra protein thì axit oxit nó còn một loại khác đó chính là ARN axit ribonucleic cái thằng này thì nó cũng giống như cái thằng ADN nó là đại phân tử nhưng nó là mạch đơn và nó chỉ gồm bốn loại lutit đó là a u g x nó khác nhau với thằng U này Ở thằng ADN là T Còn thằng ARN nó là U ARN nó chia làm ba loại Thứ nhất đó chính là MARN MARN nó là một mạch đơn 5 phẩy và 3 phẩy Đây là mạch đơn Mạch đơn này không có liên kết hydro, Không có liên kết hydro, Và MARN này mang thông tin về AMIN Thông tin về acetamin, thông tin về acetamin. Nó giống như cái thằng thái giám bên cạnh cái thằng ADN ấy, nó sẽ truyền lệnh, thằng ADN nó sẽ truyền lệnh Y đúc cho cái thằng thằng mRNA này. Thằng mRNA này nó sẽ đến gặp một bảo quan được gọi là ribosome ở trong tế bào. Và ribosome nhận cái lệnh đó để tổng hợp lên phân tử protein. Và để giúp sức cho nó thì nó cần một loại ADN nữa, đó chính là rARN. RNA đó chính là cấu tạo nên ribosome và thầy vừa nói cấu tạo ribosome và cái thằng RRN này là nó nhiều nó làm sao em sẽ thấy rằng nó cấu trúc xoắn xoắn rất nhiều chính vì thế mà nó sẽ tạo ra các liên kết mặc dù nó là một mạch đây ở đầu 5 phẩy đây ở đầu 3 phẩy thế nhưng nó có rất nhiều các liên kết gọi là liên kết hydro giữa các mạch đó các liên kết hero Một loại ARN tiếp theo Đó chính là TARN TARN gọi là transfer ARN Nó là ARN vận chuyển ARN Vận chuyển Vận chuyển cái gì? Nó chính là vận chuyển Acetamin để Đến ribosome Như vậy rằng chúng ta thấy Để tổng hợp Để tạo ra được cái protein rất nhiều chức năng trong cơ thể đa dạng chức năng tạo chính, chính cơ thể chúng ta cần phải có thằng quy định cái thông tin đó nhưng thằng thông tin đó thì nó không chỉ có mỗi cái việc mà quy định thông tin mà nó cần phải truyền đạt thông tin đó ra cái bộ máy tổng hợp và nó có các phân tử ARN sắp xếp nó chính vì thằng ADN thằng ADN nó là một phân tử rất đặc biệt nó mang thông tin về cơ thể mà đã thông tin về cơ thể là thông tin tuyệt mật không nên không bị tránh làm sao là có việc và bị hỏng chính vì thế mà nó được cấu tạo rất bền vững theo nguyên tắc là gì thứ nhất đó là một trên nó cấu tạo hai mạch trên một mạch liên kết phúc xe cực bền vững cái thứ hai giữa hai mạch thì liên kết là liên kết hydro liên kết hydro là một liên kết là yếu rất dễ hình thành nhưng rất dễ phá vỡ nhưng tổng số liên kết hydro nó lại rất lớn nên chính vì thế nó bồi thêm cho cái thằng liên kết phúc phó ta nên cấu trúc rất bền vững của cái phân tử adn nhưng lại cũng rất linh hoạt bởi vì hai mạch adn có thể tách nhau ra để thực hiện các chức năng sinh hóa xảy ra trong cơ thể các chức năng liên quan đến phần adn nhá yeah. ok như vậy bài học ngày hôm nay thầy trò chúng ta đã cùng ôn tập lại ba cái bài kia. Các thành phần về hóa học có bốn bài, thành phần hóa học có tế bào này. Carbon, Hydrat, Lipid này, axit nucleic và protein. À đúng rồi, ba bài. Ok. Và hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp cho em học tốt hơn trong cái quá trình học trên trường trên nước nhá. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong bài giảng tiếp theo của thầy. Xin chào tất cả các em.